Thưa quý vị, như vậy là trẻ em, học sinh, sinh viên toàn thành phố đã trở lại học trực tiếp sau một thời gian khá dài phải học trực tuyến. Ngay khi học sinh trở lại trường, bên cạnh việc linh hoạt các hình thức dạy học khi số lượng F0, F1 trong trường học vẫn còn cao, các trường cũng đã tập trung củng cố lại kiến thức cho các em. Ghi nhận tại quận Liên Chiểu. Sau hơn một học kỳ học trực tuyến tại nhà, khi được đến trường học trực tiếp, nhiều học sinh lớp 1 vẫn chưa đảm bảo kiến thức, kỹ năng cơ bản. Là năm đầu tiên của bậc tiểu học, nên khi đón các em lớp 1 trở lại trường, giáo viên chủ nhiệm phải tập trung hỗ trợ cho các em làm quen với môi trường học tập mới, quan tâm nhiều hơn đến các em học sinh còn hỏng kiến thức, đảm bảo được mặt bằng chất lượng chung. Là 2 tuần vừa rồi là tổ chức có tiến hành ôn tập cho các bạn, ôn tập hệ thống hết lại kiến thức các bạn đã học trong quá trình học online tại nhà, và đặc biệt chú trọng đến những bạn mà khó khăn về học, những bạn mà chưa đọc được, chưa biết được, để mà kèm cho các bạn đó vào những cái giờ phụ đạo cũng như là buổi chiều kèm theo các bạn đó. Những ngày qua, số ca F0, F1 trong trường học ở Đà Nẵng vẫn đang ở mức cao. Các trường học trên địa bàn quận Liên Chiểu nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung liên tục chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại. Điều này gây không ít áp lực cho giáo viên. Nhưng các thầy cô vẫn nỗ lực bám lớp, bảo đảm tiến độ chương trình năm học. Qua 3 tuần, thầy cô, nhà trường cũng đã nỗ lực cố gắng để tổ chức cho các em vừa dạy trực tiếp cũng như là vừa dạy trực tuyến ở nhà đối với những trường hợp F1, F0. Cũng như là cô giáo là F0 thì cái lớp học đó cũng phải được ở nhà để mà dạy trực tuyến. Đến thời điểm bây giờ thì nhà trường cũng xem như là tương đối ổn định về cái số lượng học sinh. Lớp nào sĩ số các em đi học dưới 40% thì chúng tôi chuyển đổi qua hình thức là trực tuyến ở nhà 100%. Còn lớp nào mà trên 40% thì chúng tôi vẫn tổ chức cho học sinh đến trường. Do đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nên học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 của thành phố đã đến trường học trực tiếp từ trước Tết âm lịch. Riêng học sinh các khối lớp 9, 12 được các trường học quan tâm đặc biệt, ôn tập, hệ thống lại các kiến thức khi các em sắp bước vào những kỳ thi cuối cấp quan trọng. Nhà trường cũng đã giao cho các thầy cô giáo và phụ trách các cái môn mà có liên quan đến thi tuyển sinh lớp 10 cũng đã rà soát kiểm tra các kiến thức hỏng của học sinh để lên cái kế hoạch là mà sẽ bù đắp cho học sinh. Đồng thời hiện nay thì nhà trường cũng đã có kế hoạch và đang thực hiện khảo sát ý kiến của cha mẹ học sinh về việc là tổ chức phụ đạo thêm cho học sinh ở một số tiết đối với các môn toán, ngữ văn và tiếng Anh. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu lãnh đạo các trường học khi học sinh trở lại trường, giáo viên ở từng lớp có trách nhiệm rà soát việc tiếp thu kiến thức của học sinh để có biện pháp bổ sung kiến thức phù hợp. Bên cạnh đó, các trường học cũng tổ chức tư vấn hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh.